Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, thì hiện tại Trọng đang có mặt tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì sau lưng này quý vị thấy, đây là những cái cành cây không còn một cái lá nào, giống như là cái mùa khô hạn, đúng không quý vị? Chúng ta nhìn thì cứ tưởng đây là một cái mùa khô hạn nên là cây cối nó cằn cỗi, nó khô hạn, nhưng mà không. Thưa quý vị khán giả, Trọng đang đứng trên một cái nơi mà trồng sắn, có nghĩa là cây khoai mì ở trong miền Nam mình đó, của bà con. Thì cái nơi này nè bà con, ngập lụt là kéo dài rất là phức tạp hơn 10 ngày, nên là nước nó ngập rất là cao. Quý vị thấy là toàn cái cánh đồng này là trồng khoai mì. Đây là kinh tế của một số hộ dân ở đây, bởi vì nơi đây có rất nhiều người trồng khoai mì. Mà bây giờ quý vị thấy chỉ còn cái cây chết như thế này là nghĩa là nước nó ngập lâu quá, nên là làm cho cái nguyên cái cánh đồng khoai mì này nó bị hư hại hoàn toàn 100%. Mà đi ra quý vị thật ra là nhìn rất đau lòng. Hiện tại chỗ Trọng đứng đây á, nó có một cái mùi gọi là thum thủm thui thúi, là cái kiểu là cây cối và khoai mì á, nó thúi hết rồi, thúi từ cái cây, thúi đến cái củ, nên là nó bốc mùi ghê lắm. Bây giờ Trọng sẽ quay lại cho mọi người xem cái thiệt hại như thế nào nha mọi người. Và Trọng mời mọi người xem chi tiết cái video này. Đây quý vị khán giả nhìn thấy không? Đây là cũng mấy xào à. Chắc ở ngoài này thì dùng xào, thì Trọng nghĩ chắc ở đây cũng là mấy xào khoai mì mà bà con mình trồng á. Nó quý vị nhìn thấy đây cái gốc cây nè. Nước là dâng, bây giờ tới đây nó ngập, nó không còn một cái gì hết. Nói chung là không còn màu xanh luôn. Đó. Bây giờ mọi người thấy chưa? Trọng mới nhổ lên nè. Đó, Trọng mới nhổ lên mà mọi người thấy không? Cái này là khoai này là đúng là nó củ bự rồi đó mọi người. Nếu mà không lũ là chắc có thể thu hoạch được. Mà chắc có thể là bà con mình ở trong cái những cái ngày lũ á là thu hoạch không có kịp thôi. Chứ ở đây là nguyên cái cánh đồng khoai mì này là nó lớn. Ôi trời, cái cây này Trọng nhổ không nổi. Tại vì có một mình thôi. Nhổ thử cái bụi cây nhỏ này. Đó, nó có củ hết nha. Hiện nay thì cái này là nó đã có củ hết, nhưng mà hư hại hoàn toàn 100%. Đây. Đó, bốc mùi hôi. Đó, mọi người thấy không? Củ rất là nhiều và rất là tốt, nhưng mà hiện tại thì là hư hết. Nhìn cái cảnh này thì phải nói là rất là đau lòng. Đó, rất là nhiều luôn. Cũng là đất đai này không trồng trọt được một thứ gì, mà người ta trồng khoai trong vòng mấy tháng trời mới được bao nhiêu đây, mà cơn lũ đến đó, là thiêu rụi hoàn toàn. Không còn một thứ gì mà buôn bán được nữa hết. Như là một cánh đồng mà trái mùa khô vậy. Quá trời quá đất. Anh về quê em mưa xa giông chiều nước lũ, bầu trời âm u xuồng ba lá trắng nơi nào. Rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá em ngồi, cơn lũ cuốn đi rồi, đau xót này anh sao nguôi. Hát tạm quý vị chơi. Kính thưa quý vị, thường thì quý vị sẽ thấy trên những cái video, những cái đoạn clip, nhìn những cái hoàn cảnh của những bà con là đang ở trong cái mùa ngập. Mạnh thường quân bơi xuồng đến trao quà, rồi mặc áo phao lội gì đó ha. Thì có nghĩa là chúng ta cảm giác cái đó là nó đã khổ cực rồi, cảm giác đau khổ luôn mọi người, cảm giác rất là thương. Nhưng mà Trọng thì đến những cái nơi mà nước đã rút xuống thì thật sự cũng đáng thương không kém, thậm chí nó còn hơn lúc đó nữa. Tại vì khi nó rút xuống rồi thì chúng ta mới biết thì ra là gì, đồ đạc lúa gạo trôi hết, hoa màu trên cánh đồng thất thu hết, không còn gì hết. Cái lúc mà nước ngập á
thì đôi lúc mình còn hy vọng nha, không biết là nó thế này thế kia, không biết nó còn được cái này còn được kia không, nhưng mà nước nó cứu rút rồi thì chúng ta mới biết rằng là gì, mọi thứ nó đều tan hoang, nó đều mất trắng như thế này. Đây cũng là cái đoạn clip mà Trọng muốn chia sẻ đến quý vị khán giả cái nỗi khổ của cái những cái người ở vùng lũ. Trước lũ thì chắc quý vị cũng đã biết rồi, mà sau lũ thì nó còn phải khổ như thế nào. Chủ nhân của những cái cánh đồng này á mọi người, hiện tại là không dám ra ngoài này luôn. Ra làm sao được, ra họ nhìn thấy họ khóc luôn. Nhà mình còn gì đâu, chỉ có cánh đồng mì này mấy sào thôi. Bây giờ nghe Trọng sẽ quay xung quanh cho mọi người xem là cái mực nước, cái thời điểm cao nhất của cái chỗ Trọng đứng hiện tại này là bao nhiêu nha. Nó còn in lại trên mấy cái bụi cây hết trơn à. Đây nè mọi người, nó cái đỉnh lũ nè. Đó, nó cũng cao, riêng cái chỗ này Trọng hơi cao đó, mà riêng chỗ này thì nó cũng cao cỡ hơn. Ngang chỗ này thì nó cũng cỡ 1m7, 1m8 so với cái mặt đường. Từ mặt đường lên 1m7, 1m8. Quý vị nghĩ từ mặt đường lên 1m7, 1m8 thì cái cánh đồng này thì nó lên cỡ 2m, 2m mấy trong 10 ngày. Bởi vì bây giờ nè, làm vườn quang sơ xác, đúng là sơ xác thiệt. Đau lòng quá mọi người ơi, thương bà con đây quá. À, chị ơi, cái nhà mình là thường là mình là kinh tế là mình làm gì chị? Dạ, đi làm cát với sông. Làm cát với sông hả? Dạ. Dạ, em thấy cái vùng này là mình có trồng sắn, chị có trồng không? Dạ, có. Dạ, chị trồng được mấy sào chị? Dạ, 5. 5 sào. Dạ. Theo em được biết thì hiện nay thì lũ lên mà nó ngâm như thế thì hồi nãy em có ra trực tiếp ngoài ruộng sắn á thì là hư hoàn toàn hết rồi. Dạ. Dạ. Tiêu thụ là chúng nhà cửa mà lửa của là tôi đâu hết, không kịp. Dạ, chị sát xong nên cho đồ hết. Dạ. Dạ. Rồi cái sắn của mình là coi như là bỏ luôn hả chị? Bỏ luôn, lấy được cái chị hẹp luôn. Dạ, cái đó mình trồng mấy tháng? Tháng 2 mà điện quá, tháng 7, tháng 8 mà nở được. À, mình đã trồng chăm sóc từ hồi tháng 2 tới giờ. Dạ. Từ hồi tháng 2, bây giờ là tháng 10 rồi, như là 7, 8 tháng rồi. Dạ. Tới ngày thu hoạch rồi đó. Dạ, chị tối thì rớt con. Dạ, trôi túi. Dạ. Rồi sao mình cái này rồi, nãy em có nghe cái cô kia chia sẻ là bây giờ là không còn cây giống để trồng lại luôn. Dạ, nếu không, mùa sau không. Dạ. Cái đó coi như bên chỗ mẹ cầu nên đi, mẹ cầu về quay mà cho đó. Dạ. Hổm gài là cái này dùng này nó hơi sâu nên là hổm gài chị là nhận được bao nhiêu cái phần quà từ thiện từ các cái đoàn à chị? Đầu tiên. À, hôm nay là đoàn em xuống là chị mới nhận đầu tiên thôi. Dạ. Hổm gà đầu tiên thì hổm gà chắc chưa có quà này, chắc cuộc sống mình nên hơi chật vật. Vất vả lắm. Dạ. Tối đâu. Dạ. Dạ, đây nước chảy. Dạ. Dạ dạ dạ. Em thấy cái khu mình trồng sắn là em bó tay rồi, em thấy gì đâu mà là không còn một cái cây nào ngoài ruộng, còn cây khô không. Dạ. Nhà chị có trồng không chị? Nhà chị đúng không? Tại nhà thấp bạc. Nhà chị có trồng mấy sào sắn nữa không? Nhà chị sào thôi. Dạ. Một vườn là được khoảng 2 sào mấy thôi, nhưng mà một chỗ thôi ở dưới bến á, ở gần bên sông. Thế chị không có đất ở trên khô. Dạ. Thì hiện tại chắc cũng banh hết rồi. Banh. Dạ. Chưa con được lục chị sống. Chúng là chưa định ra năm là đổi đó là con nè. Dạ. Ra năm là hơi khổ rồi vậy ơi. Bởi vì lúc đó cứu trợ cũng không còn nữa. Thì mà cái cây giống cũng không còn trồng nữa. Dạ. Chẳng muốn quay cho mọi người xem một cái vị trí tiêu biểu để cho mọi người hiểu được rằng là những người trồng khoai mì ở cái vùng này là mất trắng hoàn toàn. Chẳng cũng không gặp được một cái người dân nào ở ngoài ruộng hết trơn á mọi người. Có lẽ là họ buồn quá rồi họ cũng không có ra thăm đồng thăm ruộng làm gì. Tại vì ra đây làm gì khi mà ở bên ngoài này nó chỉ còn là một bãi đất trống, toàn là cái mùi hôi thối của khoai mà thôi. Họ có thu hoạch được đồng nào đâu. Thậm chí bây giờ mới mốt còn phải mướn người ta nhổ lên làm đất lại nữa. Thật là khổ quá.
người dân miền Trung mình đúng khổ luôn. Và hiện tại thì Trọng đang quay video này ở ngày 23. Ui da, mà nghe đâu là 24 á là có bão nữa. Mà không biết có hay không, rất là mong cơn bão nó sẽ đừng đi đến, nó hoặc là nó đến gần bờ nó tan biến đi. Chứ người dân miền Trung mình khổ lắm rồi quý vị ơi. Khổ lắm. Trọng xin kết thúc video này ở đây và xin kính chúc cho quý vị xem video. Nói vui thì chúc quý vị xem video vui thì cũng không đúng đâu. Nhưng mà chúc cho quý vị có một cái ngày mới làm việc thật là tốt. Nhớ ủng hộ kênh của Trọng để xem những video mới của Trọng về miền Trung nha. Tại vì Trọng còn ở đây tới 5-6 ngày nữa lận. Xin chào quý vị.